Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Auto Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà đã hội tụ đầy đủ tất cả các dòng loa không dây dòng Bluetooth với những thương hiệu như là Bang & Olufsen đến từ Đan Mạch, thì các bạn cũng đã biết đấy là một thương hiệu rất nổi tiếng. Và hôm nay thì chúng tôi đã hội quần đầy đủ của hai dòng loa không dây rất là chất lượng, và đây là hai hãng rất là danh giá trên toàn thế giới. Và với các bạn chơi loa không dây thì cũng đều biết những dòng sản phẩm này, đó chính là đây là dòng Davilet Phantom Classic. Đây là bản dưới của dòng Gold và dòng Zerapadit. Còn bên này là một dòng loa của dòng Formotion, và đây là dòng Duo đại diện cho dòng Formotion đến từ Boeing Kim, đến từ Anh Quốc. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem với hai dòng sản phẩm này và các công năng sử dụng thì nó sẽ có được những ưu điểm gì. Đầu tiên tôi muốn nói đến dòng loa Phantom Davilet Classic này. Đây là một dòng loa được sản xuất hoàn toàn tại Pháp với tất cả các công nghệ được các kỹ sư Pháp đưa vào dòng sản phẩm này. Và dòng sản phẩm này thì luôn được các kỹ sư, tức là đưa những chất lượng về các cái module cũng như là về chất lượng thì đều là được trong cái sự hoàn hảo nhất. Như các bạn nhìn đây, với trọng lượng lên tới khoảng hơn 11 cân và có một bộ chân đế nhìn các bạn nhìn trông rất là điệu và đẹp. Và với một màu sang trọng thì các bạn có thể chọn nó là màu cánh bên này là màu vàng, nhưng mà màu classic này thì đây là màu ánh bạc. Đó. Và dòng loa này thì có công suất danh định là lên tới 2000W cho một kênh, và hai kênh là 4000W. Và loa này thì được sở hữu 3 loa, thì các bạn hỏi đâu, loa đâu? Vâng, đây các bạn nhìn đây, đây chính là loa chép. Trong này là chép 2.5 bằng nhôm. Còn loa chung đâu? Đây các bạn này. Đó, các bạn thấy tay tôi không? Đây gõ đây không thấy gì, đây gõ đây. Đó, đấy là loa chung. Đấy là quản lý phân âm chung. Còn loa trầm chính là đây. Và với công nghệ coi như đồng pha cũng như là một công nghệ độc quyền của hãng thì luôn làm cho hai loa trầm này nó có một cái sự tương tác chính xác tuyệt đối. Đó là một cái điều rất đặc biệt của loa Phantom này. Và dòng Phantom này thì được sở hữu với tại sao có một cái công suất lên đến tận 2000W cho một kênh thì đó là một điều không tưởng, nhưng mà phần vào thì người ta vẫn cứ dùng cái công nghệ là phần thuần analog. Sau đó người ta đã chuyển sang mạch Class D để nó đưa được cái phần công suất nó lớn, để khi người nghe nhạc người ta sẽ cảm giác như là âm thanh nó bao trùm hết cả nhạc. Và đây là một hãng loa tuy còn non trẻ nhưng ngược lại thì lại có một tiếng vang rất lớn rồi ở trên trong tất cả các cái phòng nghe nhạc của các nhiều diễn viên cũng như là các ca sĩ trong khối nghệ sĩ, thì người ta rất ưa dùng những dòng sản phẩm đến từ Davilet Phantom này. Và dòng Davilet Phantom này thì lại đã được nhiều cái ưu việt như thế thì lại còn có cả thêm hỗ trợ thêm các option như là túi đựng, để khi các bạn muốn mỗi ngày được nghe nhạc ở một nơi nào đó thì các bạn có thể là đưa dòng sản phẩm này đi cùng theo với cả mình. Đó là một vật rất quý, đó những cái túi như này. Và tất cả các túi này thì đều được sản xuất tại Pháp nhé. Và nó có những cái công năng như ở trong này, khi các bạn kéo ra thì các bạn sẽ thấy là trong này nó còn có cả các hệ thống dây đeo, dây đai, rồi cách bảo vệ. Đó, với một cái chiếc loa quý như này thì các bạn nên giữ như thế này. Đó là những điều tôi muốn giới thiệu về dòng Phantom này. Và dòng Phantom này thì có một cái giải trầm xuống rất sâu, xuống đến 16 hẹc. Và giải cao thì lại 23 kỳ. Lên nó đầy đủ cho một cái công năng của một người nghe. Và dòng Phantom này thì có hai định dạng chơi, mình chơi stereo cũng được, hoặc là mình chơi theo định dạng mono cũng được, hoặc là mình liên kết với loa này với nhau để tạo thành một âm hình stereo để có một cái trường âm mà mọi người sẽ thích. Và dòng này thì được giới trẻ cũng như là các bạn chơi có cái gu thẩm mỹ riêng thì rất là thích. Còn dòng thứ hai, với một cái dòng truyền thống của dòng Boeing Kim Formation, và đây là mã thương hiệu là Duo, thì hôm nay tôi muốn nói đến đây là một cặp loa đến từ Anh Quốc. Và cặp này thì thừa hưởng của công nghệ của dòng CD8, tức là công nghệ đầu bảng của hãng, lên hoàn toàn các cái chất liệu để làm lên cái cặp loa này.
thì đều được dùng công nghệ đó. Đầu tiên tôi muốn nói đến về một chiều cao và một chân đế luôn của hãng đi theo, và một sự chắc chắn luôn. Thì các bạn nhìn thấy đây, khi tôi đặt như này thì các bạn thấy sự chắc chắn nó như là một khối đá tảng đó. Cái phần thứ hai đó là nhìn về hình thức bên ngoài thì đây là một sự cách điệu trông rất là điệu thuần, nhưng mà lại có một cái sự nó hơi cá tính một chút của cặp loa này, đó chính là cái loa chép nằm phía trên này đó. Các bạn nhìn thấy sao, trông rất là bắt mắt. Và loa chép này thì được công nghệ được sử dụng, đây là chép titan 2,8 cm cho một cái dải cao lên tương đối là cao, lên tới 33 kg đó, và tách rời làm ra ngoài để làm hoàn toàn là giảm độ rung chấn. Và với một dải loa trầm này thì là 16/5 bằng sợi cotinium. Đây là một cái sợi mà hiện tại đang ứng dụng cho dòng loa đầu bảng của dòng CD8. Và với những cái công nghệ như này và công suất thanh định của cặp loa này thì cũng đánh theo mạch class D, tức là công suất thanh định của nó là lên đến 250W cho một kênh như thế này. Và hoàn toàn là cái DAC giải mã ở trong các cái chim nhạc này thì lên tương đối là chuẩn, tức là lên 24 bit trên 92 Hz. Đó là một điều của dòng Boenkin này. Và Boenkin này thì cũng giống như dòng Davidoff Phantom này, tức là cái kết nối nó rất là đơn giản. Mình có thể tải app, hoặc đôi khi mình chỉ cần dùng ngay những công nghệ như trên công nghệ Spotify thì là, hoặc là chim nhạc trực tiếp hoặc là Run thì đều có thể tải được những cái app đấy về và mình có thể chơi ngay được ở định dạng nhạc chất lượng cao rồi. Đấy, nhưng mà cái dòng Boenkin này thì tôi thích một cái màu sắc, tức là về cái trường âm và cái âm hình thì của Boenkin này. Đây là một dòng loa truyền thống nên nó vẫn có cái thùng như này. Đó, lên thi cái sự giao thoa của âm thanh ấy, thì bao giờ mình cũng cảm nhận nó rất là êm và tròn tiếng ở cái dải âm trung. Và đây là một cái loa mà gọi là loa mà có phần công suất tương đối là lớn, nên người ta phải làm cả một cái lưới thép này để bảo vệ cái loa bass, không tránh tình trạng khi đang đánh tốc độ lớn, cái biên độ cao mình sờ tay vào hoặc là bị có cái gì đó tác động vào thì sẽ gây hại cho loa. Đó là một cái điều của dòng Boenkin này. Và dòng Boenkin này thì có một cái chiều cao cân nặng tương đối là phù hợp với cả cái không gian của người Việt mình, với cân nặng nó chỉ tầm khoảng hơn 10 cân. Thì tôi nghĩ đây là một dòng loa rất là hay, và tôi đã ngồi thẩm cả buổi chiều hôm nay để cảm nhận về cái màu sắc âm thanh này. Và cũng không phải để các bạn đợi lâu, sau đây thì tôi sẽ xin mời các bạn có một cái sự trải nghiệm với bộ đôi sản phẩm này với nhau như thế nào, và chúng ta sẽ tìm ra được cái màu sắc âm thanh xem là các bạn phù hợp với dòng loa nào và dòng loa nào thì sẽ đem cho mình một cảm xúc âm thanh. Còn bây giờ thì không phải đợi các bạn lâu, chúng tôi sẽ có những bản test, và trên cùng một bản test đó thì các bạn sẽ cảm nhận về màu sắc âm thanh của hai cặp loa này. Xin mời.
Các bạn vừa được trải nghiệm một bữa tiệc của Loa Bluetooth không dây của hai dòng sản phẩm rất nổi tiếng đến từ Pháp và Anh này. Thì theo các quan điểm của các bạn nghĩ như thế nào? Mỗi người có một cái sự sở thích riêng và mỗi người có một sự cảm nhận và cảm xúc âm thanh riêng. Nên các bạn hãy đến ngay Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, để có một cái sự lựa chọn cho mình với những dòng loa Bluetooth không dây này. Xin hẹn các bạn vào các YouTube sau.